Xin chào các bạn. Năm 2019, Samsung đã tạo ra một cuộc cách mạng hoàn toàn mới trong ngành công nghiệp hiển thị bằng việc là hãng duy nhất có thể tung ra TV 8K trên thị trường. Và để tiếp nối thành công của năm 2019, Samsung lại tiếp tục tung ra thị trường những sản phẩm TV đỉnh cao chót vót ở năm 2020 này. Và ngay bây giờ, trước mặt các bạn đây là siêu phẩm TV QLED 8K 2020, sản phẩm Q800T. Và đây là chiếc TV có nhiều cái nhất, chiếc TV có độ phân giải cao nhất, chiếc TV có màu sắc chuẩn xác nhất, chiếc TV có những tính năng thông minh nhất, cũng như là chiếc TV dễ dàng sử dụng nhất. Và còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau mở hộp siêu phẩm Q800T. Nhưng mà với một cái sản phẩm siêu phẩm